Siêu thị máy tính viễn thông xin chào. Mới đây thì Acer đã đem về chiếc laptop Predator Helios 300, được coi là sản phẩm chủ lực trong thị trường laptop gaming minh của Acer tại Việt Nam. Helios 300 có thể xem là một dòng máy tính line giữa Predator và Aspire VX5. Vâng, chính vì vậy mà nó có mức giá ở tầm trung. Về thiết kế thì Acer Predator Helios 300 sở hữu một thiết kế nhôm nhựa với trọng lượng khoảng 2,5 kg. Năm máy thì khá giống với Aspire VX5 với hai dải đèn LED màu đỏ cùng nhiều đường gân nổi tạo độ bám. Khác biệt chính là logo Predator nằm giữa nắp máy thay vì logo Acer như ở trên VX5. Phần hốc tản nhiệt phía sau cũng được thiết kế liền mảnh giống như dòng Predator thay vì chia ra làm hai hốc riêng như VX5. Nội thất của Helios 300 được hoàn thiện bằng chất liệu soft touch cao cấp. Màn hình 15.6 inch trang bị tấm nền IPS cho độ bao phủ màu sắc và góc nhìn rộng. Độ phân giải là Full HD. Về bàn phím, Predator Helios 300 được trang bị bàn phím đầy đủ tích hợp bàn phím số, sử dụng đèn nền màu đỏ cùng với các cụm phím WASD được sơn màu đỏ nổi bật. Touchpad kích thước 4,1 x 3 inch, phản ứng chính xác và nhanh với các cử chỉ được thực hiện trên Windows 10. Helios 300 có đầy đủ các cổng kết nối. Cạnh trái là cổng Internet, cổng USB Type-C, một cổng HDMI, USB 3.0 và khe cắm thẻ nhớ SD. Cạnh phải thì gồm một lỗ cắm tai nghe và một cặp USB 2.0 nằm ở phía bên phải của máy. Về hiệu năng thì sẽ có hai lựa chọn cấu hình cho bạn, đó là Intel Core i5-7300HQ hoặc là Intel Core i7-7700HQ. Các đồ họa GTX 1050 Ti, bộ nhớ RAM là 8GB DDR4 và hệ thống bộ nhớ lưu trữ kép với ổ SSD SATA 128GB và HDD dung lượng 1TB. Đáy máy cũng có một thiết kế mở, tiện nâng cấp và thay thế các phần cứng khi cần. Hệ thống tản nhiệt cũng là điểm cộng của máy. Helios 300 sở hữu 2 quạt Aeroblade 3D thế hệ thứ 2. Thiết kế cánh quạt bằng kim loại, mỏng hơn, giúp tăng thêm 35% lượng gió, tăng cường hiệu quả tản nhiệt. Ngoài ra, máy cũng được trang bị hệ thống âm thanh công nghệ Acer True Harmony cùng với phần mềm tăng cường Dolby Audio Premium cho âm thanh rõ ràng, trong trẻo, viên pin 4 cell cho thời gian sử dụng ở mức trung bình so với các dòng máy chơi game khác. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, khi mua Helios 300 tại An Khang thì bạn sẽ được tặng kèm một ba lô Predator trị giá 3,5 triệu đồng. Và trên đây chính là một số đánh giá và giới thiệu về Acer Predator Helios 300 tại An Khang. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!